Và đây là món Gin Blossom. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Chicken Journal. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món cocktail mang tên là Gin Blossom. Đây được xem là một món twist của một món classic của Classic Martini. Và món này được tạo ra vào năm 2008 bởi một người nữ bartender tên là Julie Rainer O'Reiner ở cái quán bar của cô ở Brooklyn tên là Clover Club. Nếu bạn là một cái tín đồ của món Classic Martini và bạn đang muốn tìm một cái gọi là một cái hương vị khác, nó mới hơn và nó có một xíu gì đó trái cây hơn, thì đây là một cái lựa chọn không tồi, bởi vì nó vẫn có cái mùi vị của gin, của espresso, của thảo mộc. Nhưng và nó vẫn có cái mùi vị của vermouth, nhưng mà thay là dry vermouth thì mình sẽ sử dụng là Bianco vermouth, và cuối cùng là mình sẽ có thêm cái mùi cam của orange bitter và cái mùi mơ của apricot liqueur. Ok, bắt đầu pha thôi. Nhớ nhấn like, share và subscribe nha. Và về thành phần của món này thì như mình đã nói, thì đầu tiên như martini mình sẽ có một chai rượu gin, các bạn có thể xài bất kỳ chai nào cũng được ha. Mình sẽ xài Gordon, các bạn thích Tanqueray hay là Bombay Sapphire, mình cứ xài hoặc là bất kỳ cái brand rượu gin nào. Rồi tiếp theo là một chai Bianco, thật ra là đây là chai dry vermouth nha, chứ không phải là chai Bianco, nhưng mà tại vì nó không có quá nhiều chai, lý do mà mình sử dụng chai dry vermouth là tại vì nó không có, một là mình có chai Bianco nhưng mà nó không có quá nhiều những cái món cocktail mà có sử dụng Bianco. Và khi mà mình mở cái chai vermouth ra thì mình phải sử dụng nó trong một, ý là mình sẽ phải một là mình phải bảo quản nó trong tủ lạnh nè, hai là mình phải sử dụng nó trong một khoảng dưới 3 tháng thì cái chất lượng của nó mới tốt. Cho nên là nếu mà mình mở một cái chai Bianco mới ra thì nó hơi phí, cho nên là mình sẽ xài đỡ dry vermouth nha, nhưng mà theo đúng công thức thì nó phải xài Bianco. Và mình mong là những cái hãng vermouth thì sẽ sản xuất ra những cái chai nhỏ nhỏ để mình có thể xài, chứ một cái chai bự này mình mở ra mình xài một lần có một xíu, sau đó là mình bỏ trong tủ lạnh kiểu nhiều khi 3-4 tháng không xài luôn á. Còn cái này thì tại vì mình có dạy cho nên là mình có xài cái vermouth này. Ok rồi, tiếp theo là một chai apricot brandy, một chai rượu mùi apricot và một ít gọi là orange bitter, rượu đắng ha, để mình cân bằng lại với lại cái vị ngọt. Ok, bắt đầu pha thôi. Đầu tiên là mình sẽ ướp ly và ướp mixing glass nha. Đối với món martini á, thì trước khi mình làm trước khi mình bắt đầu ướp ly á, thì mình sẽ tráng với lại một ít vermouth. Nhưng mà với món này thì các bạn tùy, các bạn có thể thích thì mình tráng, còn không thì thôi cũng được, không sao. Rồi mình ướp cái này nha, mình ướp cho nó lạnh cái ly. Rồi đổ ra. Rồi đầu tiên là mình sẽ cho vào đây là 45ml của rượu gin. Rồi sau đó là 45ml của Bianco vermouth. Đối với vermouth thì nó có sweet vermouth nè, mình hay gặp trong món Negroni, hoặc là mình có dry vermouth mình hay gặp trong món martini. Còn Bianco giống như là nó nằm ở khoảng giữa vậy đó, nó sẽ hơi dry hơn sweet vermouth và nó sẽ hơi ngọt hơn dry vermouth. Rồi cái này thì mình sẽ cho, và sau đó thì mình sẽ cho khoảng 20ml, đúng là 22.5ml á, 22.5ml 3/4 ounce của apricot brandy, apricot liqueur. Rồi và cuối cùng là 2 dash của orange bitter. Rồi thử nha. Yum. Ê. Ngon. My favorite. Lát nữa mình sẽ nói rõ hơn về cái mùi vị của nàng này. Trưởng đó, tại trước giờ mình rất là thích martini, nhưng mà thật ra nó hơi dry so với mình. Nó hơi dry so với mình hơi khó uống á. Mình hơi ngại nó, nhưng mà món này
hơi bị ngon luôn á nha. Rồi khuấy cho nó lạnh cái món cocktail của mình lên nha. Lại cái nữa nè. Yum, ngon quá. Mốt đi bar sẽ order gin blossom. Ok, đó là ly nha. Rồi, cho một xíu vỏ cam, cái mùi vỏ cam vô nữa. Cho nó thơm. Rồi món này là một món nữ, món dành cho nữ kiểu, cho nên là mình sẽ hơi trang trí nó điệu điệu một xíu nha, cho nó dễ thương. Beautiful. Và đây là món gin blossom. Ok, thử nha. Trời ơi, nó thơm. Thiệt ra cái mùi của vermouth rất là thơm luôn nha. Để nếu khi nào mà có dịp á, mình sẽ hướng dẫn với các bạn một món tên là bamboo, dành cho những bạn đặc biệt thích vermouth. Tại vì cái mùi đó rất là đã luôn. Hồi trước mình có cơ hội mình thử ở Brisbane, ở bên Úc, và nó rất là mê luôn nha. Kiểu cái mùi của vermouth nó kiểu nó rất là nó là mùi rượu vang, nhưng mà nó rất là dài và nó rất là đã. Nó có hơi thơm thơm cái mùi của thảo mộc nữa. Thì cái trong cái ly này, cái mùi của vermouth hòa với lại cái mùi của, khi mà mình ngửi được mùi của cam và mùi của vermouth rất là thơm. Đã quá. Diễn tả với bạn thế nào ta? Khi đầu vô, lúc đầu vô á, lúc đầu vô các bạn sẽ thấy nó hơi dễ uống một xíu nha. Với cái ngụm đầu tiên, cái ngợp đầu tiên khi mà mới vào lưỡi luôn, mấy bạn sẽ thấy nó hơi dễ uống một xíu. Nhưng sau đó cái mùi gin, giống như kiểu nó vermouth nó dẫn dắt mình, ok, dễ uống nè. Cái mùi gin nó bắt đầu nó đi theo và nó bắt đầu nó nồng nồng lên, rất là nồng lên từ từ. Và cái mùi của apricot brandy nó hòa với lại cái mùi của gin, nó làm cho gin dễ uống hơn. Và mùi đầu tiên nè. Sau đó là tới mùi của mơ. Và mơ rồi bắt đầu hòa chung với lại mùi của gin, rất là thơm. Và cuối cùng nó sẽ hơi dịu xuống và ngọt lại. Đây là một món yêu thích của mình chắc chắn. Tại vì bản thân mình rất là thích vermouth. Bản thân mình thích martini nhưng mà nó hơi dry với mình. Và đây là một món mà kiểu giống như kiểu virgin martini mà nó kiểu dành cho nữ vậy đó. Cho nên là bạn nào thích martini hoặc là đã thử uống martini rồi nhưng mà chưa thích á, thì nên uống thử món gin blossom này nha. Rất là ngon luôn. Rồi, ở trên mẹ đổ. Ủa sao cuối clip nói gì ta? Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ nhấn like, share và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi cái chuỗi hành trình 365 món cocktail mình đang làm nha. Bạn nào muốn mua rượu thì nhấn vào link ở dưới phần description. Mình có tạo một cái group gọi là pha chế cocktail tại nhà hoặc là pha chế rượu, chia sẻ công thức cocktail ở trên Facebook. Các bạn nhấn vào link ở dưới phần description để tham gia luôn nha. Và nhớ like, share, comment vào video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.